Sản phẩm điện thoại 2 SIM 2 sóng VIVK F5, màn hình lớn đến 5.5 inch, tấm nền IPS tỷ lệ 18:9, cho hình ảnh trung thực rõ nét, dung lượng pin 2200 mAh, RAM 1GB, bộ nhớ trong 8GB, ba màu sắc sang trọng vàng, đen và xanh dương, camera trước 5MP, camera sau 8MP, hỗ trợ đèn flash quý vị nha. Đầu tư một lần sử dụng lâu dài. Điện thoại 2 SIM 2 sóng VIVK F5, sản phẩm thời thượng mang tính công nghệ cao, thiết kế cao cấp, tinh tế, gọn nhẹ, màu sắc trang nhã phù hợp với mọi đối tượng. 2 SIM 2 sóng để dễ dàng kết nối Wi-Fi, 3G mọi lúc mọi nơi. Ba màu sắc lựa chọn vàng, đen và xanh dương, sản phẩm thời thượng mang tính công nghệ cao. Sản phẩm điện thoại 2 SIM 2 sóng VIVK F5 phù hợp cho mọi đối tượng khác nhau. Trẻ em sử dụng ngay để học ngoại ngữ, chơi game và cả nghe nhạc nữa quý vị nha. Với thanh niên thì làm việc, giải trí, duy trì các mối quan hệ xã hội. Và đây cũng là một món quà dành cho người lớn tuổi có thể sử dụng để đọc báo, xem phim, kết nối với con cháu mọi lúc mọi nơi. Món quà tặng ý nghĩa cho những người thân của bạn. Điện thoại 2 SIM 2 sóng VIVK F5, giá nhà cung cấp 1.990.000 đồng, giảm ngay 300.000 đồng, chỉ còn 1.690.000 đồng. Sản phẩm được bảo hành chính hãng 12 tháng, một đổi một trong vòng 100 ngày nếu do lỗi kỹ thuật của máy. Tặng ngay một kính chống nắng cao cấp, một ví, một thắt lưng, sản phẩm chất lượng, hài lòng hơn và an tâm hơn. Và quà tặng hấp dẫn này chỉ có trong 30 phút phát sóng mà thôi quý vị nha. Chúng tôi đã giảm ngay cho quý vị 300.000 đồng so với mức giá chính hãng rồi, còn có thêm 3 món quà tặng hấp dẫn kèm theo: một mắt kính chống nắng bảo vệ mắt nè, một ví và cả một thắt lưng nữa, chỉ dành cho 30 khách hàng đầu tiên trong mỗi lần phát sóng mà thôi. Hãy nhanh tay sở hữu ngay cùng VTV Huyền Đài phòng shopping. Cảm ơn quý vị vẫn đang tiếp tục theo dõi VTV Huyền Đài phòng shopping. Và với dòng sản phẩm là một chiếc điện thoại thông minh mà chúng tôi đang mong muốn giới thiệu đến cho quý vị, thì Kiều Khanh nghĩ rằng là đối với một chiếc điện thoại nhỏ gọn trong lòng bàn tay như thế này mà thôi, tuy nhiên là sẽ đem đến cho chúng ta rất là nhiều những giá trị cộng thêm. Đầu tiên là chắc chắn là có thể giúp mình luôn luôn giữ liên lạc cho dù mình đang ở bất kỳ nơi đâu, cùng với họ hàng, người thân, bạn bè hay là các đối tác làm việc của mình, và tận dụng nền tảng của công nghệ internet để chúng ta có thể là xử lý những cái công việc mà trước đây chúng ta sẽ phải tốn phí rất là nhiều, ví dụ như là gọi điện thoại nè, ví dụ như là nhắn tin nè. Còn bây giờ hầu hết là tất cả những cái thao tác đó chúng ta có thể là tận dụng các ứng dụng hoàn toàn miễn phí để mình gửi đi một tin nhắn bất kỳ, mình thực hiện một cuộc gọi cho dù là gọi thoại hay là thậm chí là gọi có hình, là gọi video chẳng hạn, thì chúng ta cũng không hề tốn thêm chi phí nào quý vị nha. Đúng rồi thưa quý vị, và với sự kết hợp như vậy thì chắc chắn là chúng ta rất là cần thiết để mình có ngay một chiếc điện thoại thông minh đúng không nào, và nó đã trở thành một vật dụng mà Quang Quý nghĩ là không thể thiếu đối với mỗi người chúng ta, không chỉ là người lớn tuổi, không chỉ là các bạn thanh niên, mà Quang Quý thấy là các bé trong gia đình của mình cũng có thể là sử dụng để học tiếng Anh hoặc là xem những đoạn video clip một cách cực kỳ dễ dàng quý vị nha. Ngày hôm nay chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị một dòng sản phẩm đến từ thương hiệu VIVK với mức giá cực kỳ hấp dẫn luôn. Trong chương trình lần này thì giá nhà cung cấp là 1.990.000 đồng đúng không ạ? Nhưng mà mình quên cái mức giá đó đi, chúng tôi sẽ giảm ngay cho quý vị trực tiếp 300.000 đồng quý vị nha, chỉ còn 1.690.000 đồng mà thôi. Bảo hành được 12 tháng nè, rồi chúng tôi còn tặng thêm là một kính chống nắng cao cấp, một ví và cả một thắt lưng nữa. Và lưu ý là quý vị á, nếu mà khi mà chúng ta sở hữu dòng sản phẩm này nè mà phát hiện là bị lỗi kỹ thuật, chúng tôi cam kết là sẽ một đổi một trong vòng 100 ngày quý vị nha, với lỗi kỹ thuật của máy, cho nên chúng ta có thể hoàn toàn an tâm sở hữu ngay dòng sản phẩm trong chương trình ngày hôm nay quý vị nha. Do đó hãy nhanh tay đặt hàng cùng với chúng tôi quý vị nha, có rất là nhiều những cách thức đặt hàng khác nhau. Gọi đến ngay số tổng đài đang hiển thị trên màn hình TV nhà quý vị, hoặc đặt hàng trực tuyến tại vtvhyundai.vn. Cách thức nào cũng sẽ được giao hàng đến tận nhà, hoàn toàn miễn phí tại 63 tỉnh thành. Nhanh tay sở hữu ngay điện thoại 2 SIM 2 sóng VIVK F5, màn hình lớn lên đến 5.5 inch, tấm nền IPS tỷ lệ 18:9 cho hình ảnh trung thực rõ nét, dung lượng pin 2200 mAh, RAM 1GB, bộ nhớ trong 8GB, ba màu sắc sang trọng vàng, đen và xanh dương, camera trước 5MP, camera sau 8MP, hỗ trợ thêm đèn flash nữa quý vị nha. Đầu tư một lần thôi chúng ta có thể sử dụng trong cả một thời gian lâu dài. Điện thoại 2 SIM 2 sóng VIVK F5, sản phẩm thời thượng mang tính công nghệ cao, thiết kế cao cấp, tinh tế, gọn nhẹ, màu sắc trang nhã phù hợp với mọi đối tượng. 2 SIM 2 sóng kết nối Wi-Fi 3G mọi lúc mọi nơi, ba màu sắc lựa chọn vàng, đen và xanh dương, sản phẩm thời thượng mang tính công nghệ cao. Với điện thoại 2 SIM 2 sóng VIVK F5 sẽ phù hợp cho mọi đối tượng khác nhau. Trẻ em sử dụng để học ngoại ngữ, chơi game, nghe nhạc, thanh niên làm việc giải trí, duy trì các mối quan hệ xã hội, và người lớn tuổi có thể sử dụng ngay để đọc báo, xem phim, kết nối với con cháu mọi lúc mọi nơi quý vị nha. Đây là một món quà tặng ý nghĩa cho những người thân của bạn.
Bên cạnh đó, chiếc điện thoại 2 SIM 2 sóng VIVK F5 đang được giới thiệu với mức giá cực kỳ ưu đãi quý vị ạ. À, giảm ngay 300.000 đồng trên mức giá nhà cung cấp 1.990.000 đồng, chỉ còn 1.690.000 đồng mà thôi. Được bảo hành chính hãng 12 tháng. Bên cạnh đó, bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 100 ngày nếu do lỗi kỹ thuật của máy. Tặng ngay quà tặng là một kính chống nắng cao cấp, một ví, một thắt lưng, sản phẩm chất lượng, hài lòng hơn, an tâm hơn. Hài lòng hơn, an tâm hơn không chỉ với chất lượng sản phẩm mà còn với những món quà mà chúng tôi kèm theo cho tất cả quý vị nữa nha. Chúng ta sẽ được giảm ngay 300.000 đồng trong lần mua sắm kỳ này và kèm theo là 3 món quà tặng, đó chính là một mắt kính chống nắng bảo vệ mắt, một ví và một thắt lưng. Và quý vị lưu ý, quà tặng chỉ có trong 30 phút phát sóng mà thôi quý vị nha. Dành cho 30 khách hàng đầu tiên trong mỗi lần phát sóng, hãy nhanh tay sở hữu ngay. Thưa quý vị, trong chương trình lần này chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị dòng sản phẩm, đó chính là chiếc điện thoại thông minh VIVK quý vị nha. Đây sẽ là một món quà thật tuyệt vời để dành tặng cho ông bà cha mẹ trong gia đình của chúng ta, với màn hình cảm ứng mượt mà nè. Từ đó thì ông bà cha mẹ của chúng ta có thể sử dụng một cách cực kỳ dễ dàng với nhiều màu sắc để lựa chọn quý vị nha. Chẳng hạn như là với mẹ của mình nè, hay là bà của mình nè, những lúc buổi trưa nghỉ ngơi thì chúng ta cũng có thể là sử dụng ngay chiếc điện thoại này để mở những bài nhạc bolero lắng nghe và chìm vào giấc ngủ ngon hơn và sâu hơn quý vị nha. Và từ đó thì chúng ta sẽ có ngay một biện pháp để mình có thể là giải trí một người bạn đồng hành cùng với mình. Và bên cạnh đó, nếu mà chúng ta chọn học xa nhà hay là đi làm việc xa, mình cũng có thể là gửi tặng món quà này cho ông bà cha mẹ của chúng ta với hệ thống camera cả trước lẫn sau quý vị ạ. Từ đó thì chúng ta có thể kết nối cùng với nhau một cách cực kỳ dễ dàng. Bây giờ là thời đại hiện đại tân tiến rồi đúng không nào? Không phải là cứ phải tốn tiền rồi để gọi điện thoại, chỉ cần là kết nối 3G, kết nối wifi mà thôi. Mình kết nối cùng với nhau thông qua là các cuộc gọi video call như thế này, vừa thấy mặt nè, vừa trò chuyện rất là vui vẻ cùng với nhau. Chỉ có trong chương trình lần này mà thôi quý vị nha, chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị với mức giá cực kỳ hấp dẫn. Và bên cạnh đó, với những bạn trẻ như chẳng hạn như là Quang Quý như thế này nè, Quang Quý cũng có thể là sử dụng những chiếc điện thoại này với màu sắc cực kỳ thời trang để lưu lại những khoảnh khắc cùng với những người thân yêu của mình quý vị nha. Và thưa quý vị, đặc biệt chỉ có trong chương trình lần này, mỗi lần phát sóng chỉ có 30 khách hàng đầu tiên đặt hàng mới nhận được những món quà đặc biệt, cho nên là quý vị hãy nắm bắt lấy cơ hội này, nhanh tay nhấc máy lên và điện thoại về cho chúng tôi quý vị nha. Tất nhiên chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi 63 tỉnh thành trên toàn quốc. Như vậy thì đối với những điều mà chúng ta đã chia sẻ với nhau qua rất là nhiều những cái chương trình, thì phải nói là những cái chiếc điện thoại di động, mà đặc biệt là điện thoại di động thông minh nữa, nó giúp ích cho chúng ta rất là nhiều luôn, trong tất cả, trong hầu như là mọi khía cạnh của cuộc sống đúng không? Ví dụ như là phương diện giải trí đi, thì trước đây đối với những chiếc điện thoại đó, từ đầu tiên là từ nghe nhạc đơn sắc nè, sau đó là nghe nhạc đa sắc, càng ngày chất lượng âm thanh nó càng tốt hơn. Rồi bây giờ mình còn có thể là coi các clip ca nhạc nữa, thay vì là chỉ nghe nhạc đơn thuần như trước đây. Hoặc là chuyển qua cái vấn đề ví dụ như là giải quyết công việc đi ạ. Thì trước đây chúng ta sẽ phải phụ thuộc vào những chiếc máy tính rất là nhiều để làm những việc như là mình kiểm tra email nè, mình gửi email cho khách hàng, cho đối tác, cho đồng nghiệp chẳng hạn. Còn bây giờ thì chúng ta hoàn toàn có thể là thực hiện tất cả những cái tác vụ đó trên bề mặt của một chiếc điện thoại di động thông minh quý vị nha. Và phải nói là gần như là thế giới nó thu bé lại, và chúng ta có thể là quan sát, có thể là giữ liên lạc với cả thế giới chỉ thông qua màn hình của chiếc điện thoại di động thông minh mà thôi, phải không ạ? Và điều đó phải nói là rất là tuyệt vời luôn. Đó là lý do tại sao mà chúng ta không nên đem đến cái điều tuyệt vời đó chỉ cho một vài đối tượng riêng biệt, mà hãy để cho tất cả các đối tượng khác nhau ở nhiều độ tuổi khác nhau, cho dù là trẻ em nè, trong độ tuổi khám phá, ham thích học hỏi, ở độ tuổi rất lớn rồi như là ông bà cha mẹ trong gia đình của mình, thì cũng có một cái nhu cầu rất là bức thiết, đó chính là giữ liên lạc với con cái của mình. Hay là cánh thanh niên chẳng hạn, thu nhập chưa cao, không có thể nào mà với tới những chiếc điện thoại với mức giá nó quá cao, thì đây chính là những lựa chọn mà Kiều Khanh nghĩ rằng cực kỳ hợp lý, và nó đem đến cái sự thoải mái nè, dễ chịu nè, cũng như là liên lạc mọi lúc mọi nơi dành cho tất cả mọi đối tượng quý vị nha. Và như Kiều Khanh đã chia sẻ thì có vẻ như là cả thế giới bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một chiếc điện thoại đúng không ạ? Và thưa quý vị, vừa bằng một chiếc điện thoại thôi, vừa trong lòng bàn tay của Quang Quý như thế này nè. Màn hình là 5.5 inch quý vị nha, và rất là nhỏ gọn, và cũng như là màu sắc cực kỳ bắt mắt quý vị nha. Đó, bây giờ là trên tay Quang Quý đây chính là chiếc điện thoại màu vàng, hay là chúng ta còn hay gọi là màu gold á, mà nó hơi ngã cao một chút xíu, cũng rất là đẹp quý vị nha. Đó, với màu sắc rất là thời thượng như thế này nè, có thêm là hệ thống camera ở đằng sau và hỗ trợ cả đèn flash nữa. Thiết kế thì cũng
cực kỳ là tinh tế và sắc sảo như thế này, rất là mỏng quý vị nha. Đó, Hoàng Quý để nghiêng cho tất cả mọi người cùng thấy nè, vừa rồi, nằm gọn trong lòng bàn tay của Hoàng Quý thôi. Đó, với chiếc điện thoại như thế này rất phù hợp cho nhiều đối tượng khác nhau, không chỉ là nam mà còn với nữ, không chỉ là người lớn tuổi, còn có với các bạn thanh thiếu niên và cả trẻ nhỏ nữa quý vị nha. Với nút ấn rất là dễ dàng và chúng ta có thể là khởi động ngay chiếc điện thoại của mình rồi, chỉ cần trượt lên như thế này thôi quý vị nha, cảm ứng cực kỳ là mượt mà và mềm mại như thế này luôn. Màn hình là 5.5 inch cho nên là chúng ta rất là dễ dàng và thuận tiện trong việc là mình theo dõi rất là nhiều những cái ứng dụng ở phía bên trong quý vị nha. Ứng dụng trên nền tảng công nghệ là Android cho nên là chúng ta có thể tải về rất là nhiều những cái phần mềm khác nhau, chẳng hạn như là chơi trò chơi nè, chơi game nè, cho con của mình xem những cái clip mà mang tính giáo dục cao thông qua YouTube, hoặc là mình cũng có thể là nghe nhạc một cách cực kỳ dễ dàng luôn. Và với sản phẩm ngày hôm nay là với hệ thống camera trước và cả camera sau luôn, chúng ta có thể là dễ dàng nè, mình thực hiện rất là nhiều những tác vụ khác nhau, chẳng hạn là chụp hình nè. Đó, Hoàng Quý đang chụp hình bàn tay của mình nè. Đó, mọi người có thể là hoàn toàn yên tâm trong việc là chúng ta có thể là lưu lại những khoảnh khắc dành cho những thành viên trong gia đình của mình rồi quý vị nha. Không còn cái khoảng thời gian như ngày xưa là mỗi lần mà chúng ta đi đâu xa nè, hoặc là chúng ta mong muốn chụp ảnh thì chúng ta cứ phải xách theo cả một cái máy chụp ảnh riêng biệt, đúng không ạ? Và cũng như là nó không còn tiện nữa. Và Quang Quý đang có cảm giác là Quang Quý đang bị theo dõi đó mọi người. Đang nói về máy chụp ảnh, hình như là có người hình như giơ máy chụp ảnh lên chụp Quang Quý đó, đúng không? Không, đoán sai rồi, đang quay phim. Ồ, đang quay phim luôn hả? Đúng rồi, đang quay phim để thử xem cái chất lượng hình ảnh cũng như là âm thanh như thế nào. Nhìn qua trên màn hình điện thoại như thế này thì nhìn thấy rất là sắc nét đó Quang Quý. Nhưng mà bây giờ Khanh sẽ ngưng lại ha. Rồi sau đó mình xem lại cái video này xem như thế nào. Xem Quang Quý có đẹp trai Khanh không? Khanh nhận thấy là trong điện thoại hình như là còn có cả là video đạo diễn của chúng ta nữa quý vị ạ. Để xem thử nha, để xem thử video vừa rồi quay Quang Quý như thế nào nè quý vị. Đó, màn hình hình ảnh rất là sắc nét đúng không ạ? Không có nghe giọng Quang Quý, nghe giọng Kiều Khanh không ạ? Tại vì Kiều Khanh ở gần điện thoại hơn. Và quý vị thấy đó, như vậy là đối với một cái chiếc điện thoại và với cái mức giá nó khá là hợp lý với nhiều đối tượng khác nhau, nhưng mà chúng ta vẫn có thể là yên tâm về cái chất lượng của những cái sản phẩm mà chúng ta có thể là cho ra đời, ví dụ như là những cái video clip nè, hay là thậm chí là những cái đoạn ghi âm cũng rất là tốt quý vị nha. Kiều Khanh nghĩ rằng có rất là nhiều những cái đối tượng khác nhau mà sẽ cần đến những tính năng này. Ví dụ như là Kiều Khanh thời sinh viên đi học hồi đó thì điện thoại thông minh hầu như là chưa có đâu. Nếu đúng mà rồi, năm nhất đại học là lúc đó là chưa có luôn nè. Thì lúc đó mà muốn ghi âm lại bài giảng nào mà mình cảm thấy thích thú muốn ghi âm lại thì lúc đó phải sử dụng một cái thiết bị riêng để ghi âm. Thì như vậy là trang bị cùng một lúc quá là nhiều thiết bị như vậy, không phải là ai cũng có điều kiện. Mà hồi đó nhớ là Kiều Khanh cũng phải năn nỉ mẹ dữ lắm thì mới được trang bị cho một cái thiết bị như vậy để sử dụng. Tuy nhiên là bây giờ đối với điện thoại thông minh, cái gì hầu như là cũng làm được hết phải không ạ? Đúng rồi thưa quý vị, như vậy sẽ khiến cho cuộc sống của chúng ta tiện lợi hơn rất là nhiều. Đặc biệt là những lúc mà chúng ta làm việc rất là căng thẳng đúng không ạ? Và những lúc mà chúng ta quay trở về nhà của mình thì mình chỉ có thể là mình mở điện thoại lên. Quang Quý thấy là bây giờ nhiều người có một cái thói quen lúc nào cũng khư khư cái điện thoại kế bên mình và đã trở thành một vật bất ly thân rồi quý vị nha. Không chỉ là sử dụng để mình có thể là mình làm việc đâu mà có thể là sử dụng để giải trí nữa. Và với chiếc điện thoại ngày hôm nay VIVK chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị nha. Với thiết kế thì mọi người nhìn đó, vẻ ngoài rất là sang trọng và tinh tế đúng không nào? Và bên cạnh đó ở đây đó chính là một nút cảm ứng quý vị nha. Bình thường chúng ta có thể là thấy là nút home hay là cái nút để chúng ta có thể là quay trở về màn hình chính á, là sẽ là một cái nút cơ học, nhưng mà đây được thiết kế là một nút cảm ứng cho nên là quý vị có thể là hoàn toàn an tâm khi mà đụng vào. Cái cảm giác nó rất là mới lạ và mang đến cho mình một cái cảm giác là mình đang sử dụng một sản phẩm công nghệ cao đúng không ạ? Và bên cạnh đó với dòng sản phẩm lần này thì chúng ta rất là dễ dàng và thuận tiện, mình có thể là theo dõi những đoạn video clip quý vị nha. Đó, mình có thể là mở ngay những đoạn clip mà mình có thể rất là thích thú nè. Để bây giờ Quang Quý sẽ mở cho tất cả mọi người. Bản thân thì Quang Quý là lớn thích nghe nhạc Hàn Quốc lắm. Đó, mọi người thử nghe xem là loa có lớn không nha. Thiệt ra là thích xem hơn. Thì ra là như đó. Vậy. Mà Khanh nghĩ là cái này những cái ưu điểm như thế này thì không chỉ là một thành viên có thể thụ hưởng đâu, mà nhiều thành viên trong gia đình của mình đó, tùy góc độ của mình. Ví dụ mình nhìn gần thì mình có thể là nhìn cái khung dọc như thế này, nhưng mà sau đó ví dụ như là nhiều thành viên hơn, như Kiều Khanh thì xem YouTube cùng với lại con của mình chẳng hạn, thì xoay ngang cái màn hình lại và sau đó thì nó sẽ tự động nó cảm ứng theo cái vị trí của chiếc điện thoại quý vị nha, và cái nội dung lúc đó cũng sẽ xoay ngang luôn để giúp cho chúng ta có thể theo dõi dễ hơn. Có nhiều người chia sẻ một cái quan điểm với Kiều Khanh là công nghệ nối gần những cái khoảng cách xa và đôi khi là vô tình lại đẩy xa những cái khoảng cách rất gần. Ví
dụ như là nhiều khi là những người trong nhà ngồi với nhau, nhưng mà thay vì việc trò chuyện cùng với nhau thì họ lại mỗi người cầm một cái chiếc điện thoại. Nhưng mà thực ra không phải đâu. Thực ra cái công nghệ nó có giúp ích hay không, hay là đem lại những cái yếu tố tiêu cực, thì cái đó là do bản thân của người sử dụng rất là nhiều, đúng không? Chúng ta cũng có rất là nhiều những cái cách thức hay là những cái gợi ý mà Kiều Khanh có thể đem đến cho quý vị là sử dụng công nghệ nhưng lại nối gần khoảng cách của những thành viên trong gia đình với nhau. Ví dụ như là bố mẹ và con cái cùng ngồi xem YouTube hay cùng ngồi xem những nội dung mà có lợi cho sự phát triển trí não của trẻ nhỏ, và thông qua đó thì chúng ta có thể là vừa xem vừa trò chuyện cùng với các bé luôn, cũng rất là tốt Quang Quý ha. Bên cạnh đó nữa là chúng ta có thể là tận dụng những tính năng ví dụ như gọi video chẳng hạn, mình gọi cho ông bà cha mẹ ở xa đó, mình chủ động mình gọi đi ạ. Và mình trang bị, nhớ là trước đó phải trang bị một chiếc điện thoại như thế này có tính năng gọi video gọi cho ông bà cha mẹ của mình một cách thường xuyên, thì Kiều Khanh nghĩ rằng điều này á nó đem lại một cái tình cảm ấm áp và rất là dễ thương quý vị nha. Và chúng ta rất là dễ dàng và thuận tiện trong việc là mình có thể là sử dụng ngay chiếc điện thoại thông minh của mình khi mà chúng ta có ngay là những cái sản phẩm và cũng như là những cái ứng dụng như thế này để mình gọi những cái cuộc hội thoại rất là đơn giản và dễ dàng luôn quý vị nha. Sau khi mà chúng ta chỉ cần gọi như thế này nè, và một chút xíu nữa khi mà đã kết nối cùng với 3G cũng như là kết nối cùng với Wi-Fi rồi, thì chúng ta có thể là mình tiết kiệm được cả một cái khoản tiền rất là, tính ra thì cũng rất là nhiều á Kiều Khanh, khi mà chúng ta gọi điện thoại như thế này. Và bên cạnh đó, với dòng sản phẩm lần này thì quý vị có thể là hoàn toàn yên tâm, tích hợp camera trước và cả camera sau nữa sẽ hỗ trợ rất là nhiều trong cái quá trình mà chúng ta có thể là gọi điện thoại và kết nối trực tiếp cùng với nhau. Và đặc biệt chỉ có trong chương trình lần này mà thôi quý vị, chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị một ưu đãi về cái chính sách bán hàng của chương trình lần này. Nếu như mà quý vị sở hữu dòng sản phẩm lần này mà chúng ta mở ra và chúng ta xem á, hoặc là chúng ta sử dụng có lỗi kỹ thuật của máy quý vị nha, có lỗi kỹ thuật của máy, chúng tôi cam kết sẽ một đổi một trong vòng 100 ngày với lỗi kỹ thuật của máy, cho nên là chúng ta có thể yên tâm rồi. Mình lựa chọn màu gì đây ạ? Màu vàng, màu đen hay là màu xanh đen cũng rất là hợp thời trang, và sử dụng màu nào chúng ta cũng có quà tặng kèm theo, đúng không Kiều Khanh? Chính xác rồi Quang Quý ơi, chọn bộ quà tặng Khanh thấy cũng rất là hấp dẫn ha. Ví dụ như là có ví nè, có thắt lưng nè. Như vậy là một bạn thanh niên nam ha, trẻ chuẩn bị vô đại học mà bây giờ mà tặng là không chỉ được tặng một chiếc điện thoại đâu mà được tặng luôn cái bộ phụ kiện như vậy, mắt kính, thắt lưng, ví mới đều có sẵn rồi quý vị ạ. Và bên cạnh đó nữa là chiếc điện thoại của mình thì đi kèm với đầy đủ phụ kiện, nên quý vị hoàn toàn có thể yên tâm trong quá trình sử dụng. Đúng rồi đó quý vị, và bên cạnh đó thì không chỉ là có những món quà tặng kèm theo đâu, chúng tôi còn có những món quà khác nữa. Và món quà này là được thể hiện một cách trực tiếp thông qua việc là chúng tôi giảm ngay 300.000 đồng so với mức giá chính hãng quý vị nha, giảm trực tiếp luôn, giá nhà cung cấp là 1.990.000 đồng. Ngày hôm nay giảm ngay 300.000 đồng, chỉ còn 1.690.000 đồng mà thôi quý vị ạ. Nhắc lại một lần nữa, tặng ngay một kính chống nắng cao cấp, một ví và cả một thắt lưng. Và quý vị hãy lưu ý là cái ưu đãi này chỉ dành cho 30 khách hàng đầu tiên trong 30 phút phát sóng này mà thôi, cho nên nếu mà chúng ta bỏ lỡ thì rất là tiếc, đúng không nào? Hãy nhanh tay nhấc máy lên và điện thoại về cho chương trình, và chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi 63 tỉnh thành trên cả nước. Điện thoại 2 SIM 2 sóng VIVK S5, màn hình lớn lên đến 5.5 inch, tấm nền IPS tỷ lệ 18:9 cho hình ảnh trung thực, rõ nét. Dung lượng pin 2200mAh, RAM 1GB, bộ nhớ trong 8GB. 3 màu sắc sang trọng để lựa chọn, vàng, đen và xanh dương. Camera trước 5MP, camera sau 8MP hỗ trợ flash, đầu tư một lần sử dụng lâu dài. Điện thoại 2 SIM 2 sóng VIVK F5, sản phẩm thời thượng mang tính công nghệ cao, thiết kế cao cấp, tinh tế, gọn nhẹ, màu sắc trang nhã phù hợp cho mọi đối tượng khác nhau. 2 SIM 2 sóng kết nối Wi-Fi 3G mọi lúc mọi nơi luôn quý vị nha. 3 màu sắc thời trang cho chúng ta có thể lựa chọn, vàng, đen và xanh dương. Điện thoại 2 SIM 2 sóng VIVK F5 phù hợp cho nhiều đối tượng sử dụng khác nhau, như trẻ em để học ngoại ngữ, chơi game hay nghe nhạc, còn thanh niên sử dụng để làm việc, giải trí, duy trì các mối quan hệ xã hội, người lớn tuổi có thể đọc báo, xem phim hay kết nối với con cháu mọi lúc mọi nơi. Đây chính là món quà tặng ý nghĩa cho những người thân của bạn. Với dòng sản phẩm lần này thì khi mà chúng ta sở hữu ngay điện thoại 2 SIM 2 sóng VIVK F5, mức giá cực kỳ hấp dẫn quý vị nha. Chúng tôi giảm ngay 300.000 đồng so với giá nhà cung cấp 1.990.000 đồng. Ngày hôm nay chỉ còn 1.690.000 đồng mà thôi quý vị ạ. Và có chính sách là một đổi một trong vòng 100 ngày nếu do lỗi kỹ thuật của máy, bảo hành 12 tháng quý vị nha. Và chúng tôi cũng gửi kèm những món quà kèm theo, đó chính là một kính chống nắng cao cấp, một ví và cả một thắt lưng nữa. Sản phẩm chất lượng, hài lòng hơn và an tâm hơn. Trọn bộ quà tặng hấp dẫn này chỉ có trong 30 phút phát sóng mà thôi quý vị nha. Xin được nhắc lại một lần nữa, đừng bỏ qua mức giá giảm cực kỳ hấp dẫn là 300.000 đồng. Và cũng đừng bỏ qua trọn bộ quà tặng một mắt kính chống nắng bảo vệ mắt, một ví và một thắt lưng. Hãy trở thành 30 khách hàng đầu tiên trong mỗi lần phát sóng để sở hữu ngay.
Thưa quý vị, trong chương trình lần này chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị dòng sản phẩm đó chính là chiếc điện thoại thông minh VIVK quý vị nha. Đây sẽ là một món quà thật tuyệt vời để dành tặng cho ông bà cha mẹ trong gia đình của chúng ta với màn hình cảm ứng mượt mà nè. Từ đó thì ông bà cha mẹ của chúng ta có thể sử dụng một cách cực kỳ dễ dàng với nhiều màu sắc để lựa chọn quý vị nha. Chẳng hạn như là với mẹ của mình nè hay là bà của mình nè, những lúc buổi trưa nghỉ ngơi thì chúng ta cũng có thể là sử dụng ngay chiếc điện thoại này để mở những bài nhạc bolero lắng nghe và chìm vào giấc ngủ ngon hơn và sâu hơn quý vị nha. Và từ đó thì chúng ta sẽ có ngay một biện pháp để mình có thể là giải trí một người bạn đồng hành cùng với mình. Và bên cạnh đó, nếu mà chúng ta chọn học xa nhà hay là đi làm việc xa, mình cũng có thể là gửi tặng món quà này cho ông bà cha mẹ của chúng ta với hệ thống camera cả trước lẫn sau quý vị ạ. Từ đó thì chúng ta có thể kết nối cùng với nhau một cách cực kỳ dễ dàng. Bây giờ là thời đại hiện đại tân tiến rồi đúng không nào? Không phải là cứ phải tốn tiền rồi để gọi điện thoại, chỉ cần là kết nối 3G, kết nối wifi mà thôi. Mình kết nối cùng với nhau thông qua là các cuộc gọi video call như thế này, vừa thấy mặt nè, vừa trò chuyện rất là vui vẻ cùng với nhau. Chỉ có trong chương trình lần này mà thôi quý vị nha, chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị với mức giá cực kỳ hấp dẫn. Và bên cạnh đó, với những bạn trẻ như chẳng hạn như là Quang Quý như thế này nè, Quang Quý cũng có thể là sử dụng những chiếc điện thoại này với màu sắc cực kỳ thời trang để lưu lại những khoảnh khắc cùng với những người thân yêu của mình quý vị nha. Và thưa quý vị, đặc biệt chỉ có trong chương trình lần này, mỗi lần phát sóng chỉ có 30 khách hàng đầu tiên đặt hàng mới nhận được những món quà đặc biệt. Cho nên là quý vị hãy nắm bắt lấy cơ hội này, nhanh tay nhấc máy lên và điện thoại về cho chúng tôi quý vị nha. Tất nhiên chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi 63 tỉnh thành trên toàn quốc. Thưa quý vị, đã qua rồi cái khoảng thời gian mà cứ mỗi lần mà chúng ta nhấc điện thoại lên, chúng ta gọi điện thoại cho ai mà mình lỡ mình nấu cháo hơi lâu chút xíu á, là mình cứ phải là mình ngồi mình tính lại, mình bấm, mình kiểm tra lại là xem là mình đã tốn hết bao nhiêu tiền rồi đúng không nào. Thời buổi hiện đại, kỹ thuật cao, công nghệ cao với 3G, 4G và cả wifi kết nối một cách cực kỳ dễ dàng cùng với những chiếc điện thoại thông minh như thế này, chúng ta chỉ cần sử dụng chiếc điện thoại thông minh thôi, một nút như thế này, chúng ta có thể là kết nối một cách cực kỳ dễ dàng. Và từ đó quý vị nha, sẽ có thể là tiết kiệm được một khoản kha khá về chi phí, về mình có thể là liên lạc cùng với nhau nè. Và không dừng lại ở đó quý vị nha, nếu mà chúng ta có thể là kết nối một cách cực kỳ đơn giản và dễ dàng như thế này, chỉ với một vài nút bấm thôi đó, để mình sẽ thấy được là ngày hôm nay à, sao rồi alo thấy rõ đó, mọi người thấy không ạ? Chỉ cần với 3G với wifi là chúng ta đã có thể kết nối cùng với nhau, không chỉ là alo nghe tiếng của mình thôi đâu nha, mà còn có thể là trò chuyện cùng với nhau một cách cực kỳ là dễ dàng và thuận tiện cùng với sản phẩm ngày hôm nay luôn quý vị nha. Đó, rất là thuận tiện luôn và tiết kiệm được cả chi phí nữa. Hình ảnh rất là sắc nét Quang Quý thấy không, và màu sắc cũng khá là sát so với ở ngoài đó chứ, đúng không? Mà tiện thể hình như có cà mụn dùng khăn luôn nè. Ồ, đẹp quá. Bởi vậy rất là dễ dàng và thoải mái đúng không nào. Đó, mình có thể là mình quay nè, sử dụng hệ thống camera trước và cả camera sau nữa quý vị nha. Trường nữa nè. Kiều Khanh đã vô tình cho tất cả mọi người thấy là ở trong phim trường của mình có gì luôn rồi đó. Đằng sau phim trường nữa nè, rồi bạn dẫn của mình nè. Ngồi ở gần mà gọi nhau chi ha. Đó, thấy được Quang Quý không? Thấy. Đó, và thưa quý vị, như vậy rất là thuận tiện để cho chúng ta có thể là liên lạc một cách cực kỳ dễ dàng cùng với nhau quý vị nha. Không chỉ là mình có thể là liên lạc ở kế bên nhau để mình có thể thử tín hiệu thôi cho mọi người cùng thấy, mà mình cũng có thể là liên lạc cùng với ông bà cha mẹ của mình, đặc biệt là với các bạn học sinh, sinh viên, trọ học xa nhà đúng không nào. Và bên cạnh đó thì ở phía bên trong cũng có rất là nhiều những ứng dụng khác nhau, chẳng hạn như là ghi âm nè, mình cũng có thể là sử dụng những phần mềm chat nè, hay là mình lắng nghe những cái bài nhạc thông qua những cái phần mềm, những cái ứng dụng, hay là mình buồn buồn, mình không có gì làm, mình tải game về mình chơi đúng không nào, rất là đơn giản và dễ dàng luôn đó. Với màn hình là 5.5 inch như thế này, rất là thuận tiện cho tất cả chúng ta có thể là chơi game. Ok đó, rất là màu sắc, rất là hấp dẫn đúng không nào. Không chỉ là với các bạn thanh niên mê đâu, mà Quang Quý nghĩ là các bé ở nhà của mình á, trong những lúc mà chúng ta đút cơm nè, hay là trong lúc mà chúng ta chơi đùa cùng các bé, mình cũng có thể là cho các bé chơi game, những trò chơi mà có thể là nâng cao cái tính trí tuệ của các bé đúng không nào. Nhưng mà thôi, góp ý thêm tí xíu nha, cái này là tại vì chưa có gia đình nên là chưa có kinh nghiệm nè, chỉ cho các bé coi lúc mà cái thời gian chơi thôi nha, còn lúc đút cơm là để tập trung ăn cơm nha, không. Ủa có cho chơi hay là không cho coi gì hết nha, thì sẽ tốt cho dạ dày của các bé hơn. Và quay trở lại cùng với lại chiếc điện thoại của chúng ta thì sẽ có rất là nhiều điều mà mình có thể được hỗ trợ để giải quyết, ví dụ như là nhu cầu học ngoại ngữ chẳng hạn. Bây giờ có rất là nhiều những cái ứng dụng mà phục vụ cho việc học ngoại ngữ rất là tốt luôn quý vị nha. Từ việc đó chính là có thể là giúp cho mình tìm hiểu thêm từ mới nè, hay là có thể là những cái phần mềm mà mình chuyên về, mình theo dõi xem là họ phát âm cái từ đó như thế nào
để mình chỉnh sửa dần phát âm của mình. Chưa kể là còn có những cái ứng dụng mà nó hay tới nỗi ví dụ như là mình đăng lên một cái câu hỏi mà những người bản xứ khác á, họ có thể là họ vào họ hỗ trợ mình trong quá trình học luôn. Rất là hay phải không ạ? Nhưng mà cái quan trọng là mình cần có một chiếc điện thoại thông minh và với cũng như là cảm ứng mượt mà nè, hay là cái hệ điều hành của nó đủ mạnh để mình có thể là sử dụng những ứng dụng này thì càng tốt hơn. Ví dụ như là Kiều Khanh đang sử dụng một phần mềm để có thể là giúp cho Kiều Khanh có thể là luyện tập cái kỹ năng tiếng Anh giao tiếp nó cũng tốt hơn. Ví dụ như là sẽ có nhiều cái chủ đề khác nhau như thế này nè quý vị, mình lựa chọn ví dụ như đi mua sắm đi sẽ có những cái câu như thế nào. Trước đây mình không có quen sử dụng, mình ngồi mình nói từ từ hay là mình dịch từ tiếng Việt sang có thể là nó không có tự nhiên cho lắm, thì bây giờ mình sử dụng sẵn những cái form nó có sẵn. Đó, có tiếng Anh luôn, có thị phạm cho mình luôn. Thì sau đó mình có thể là mình bắt chước rồi từ từ mình nhớ, mình sử dụng một cách thành thạo thì cũng cải thiện cái khả năng ngoại ngữ của mình rất là tốt, đúng không? Kiều Khanh thử tìm coi trong đó là có cái câu mà khen bạn đẹp trai quá không? Để có thể bạn là bạn đẹp trai quá hả? Ừ, vậy thì khen quan quý thôi chứ không gì hết á. Đó khó quá. Cái mục khen tặng chưa có, để Khanh nghĩ ra nha. Nhưng mà quan quý nghĩ là với chiếc điện thoại thông minh như thế này thì chúng ta cũng có thể là mình dịch rất là nhiều những cái câu thông thường để mình có thể là mình giao tiếp hàng ngày trong những cái trường hợp khẩn cấp, đúng không nào? Và trong chương trình kỳ này thì Quang Quý sẽ nhấn mạnh lại một lần nữa, với dòng sản phẩm lần này có 3 màu sắc cho tất cả chúng ta có thể lựa chọn nè, màu vàng, màu xanh dương hay là cả màu đen quý vị nha. Và chúng tôi sẽ bảo hành cho quý vị trong khoảng thời gian là 12 tháng và bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 100 ngày với lỗi kỹ thuật, cho nên là quý vị cũng có thể là hoàn toàn yên tâm luôn. Và khi mà chúng ta sở hữu dòng sản phẩm này ngay tại nhà của mình, nhớ kiểm tra bộ quà tặng kèm theo cực kỳ hấp dẫn luôn, bao gồm đó chính là một chiếc mắt kính chống nắng cao cấp nè, còn có thêm là một chiếc ví và cả một chiếc thắt lưng nữa quý vị ạ. Và từ đó thì chúng ta mới phải thanh toán tiền, mà tiền á nha là không có phải thanh toán theo giá gốc của nhà cung cấp đâu. Đúng mà chúng rồi. Tôi đã giảm ngay 300.000 đồng cho mọi người rồi. Thông thường đi ra ngoài mà để tìm kiếm được một phiếu giảm giá 300.000 là cũng hơi khó quý vị nha. Tuy nhiên ngày hôm nay đang có sẵn nè, và nếu như chiếc điện thoại VIVK F5 đang đúng là một chiếc điện thoại mà chúng ta đang tìm kiếm thì hãy sở hữu ngay quý vị nha. Và đây là mức giá ưu đãi cũng như trọn bộ quà tặng chỉ dành cho 30 đơn hàng đầu tiên dành cho mỗi 30 phút phát sóng quý vị ạ. Giảm ngay chỉ còn 1.690.000 đồng. Và trọn bộ quà tặng chúng ta hãy cùng nhau điểm lại một lần nữa nhé: một kính chống nắng cao cấp, một ví và thêm một thắt lưng nữa quý vị ạ. Và cũng đừng quên chế độ hậu mãi cũng rất là ưu đãi dành cho chiếc điện thoại này, thậm chí là ngoài chế độ bảo hành chính hãng 12 tháng thì mình sẽ còn có thêm là chế độ bảo hành là 1 đổi 1 trong vòng 100 ngày đầu tiên luôn, do lỗi kỹ thuật của máy. Rất là tốt phải không ạ? Nhanh tay sở hữu cùng với chúng tôi quý vị nha. Quý vị khách hàng thân mến, thời gian trong chương trình mua sắm ngày hôm nay không còn nhiều nữa. Hãy nhanh tay nắm bắt lấy cơ hội sở hữu ngay điện thoại 2 SIM 2 sóng BIVK F5, màn hình lớn lên đến 5.5 inch, tấm nền IPS tỷ lệ 18:9 cho hình ảnh trung thực rõ nét, dung lượng pin 2200mAh, RAM 1GB, bộ nhớ trong 8GB, 3 màu sắc sang trọng vàng, đen và xanh dương, camera trước 5MP, camera sau 8MP, hỗ trợ thêm đèn flash nữa quý vị nha. Đầu tư một lần sử dụng lâu dài. Điện thoại 2 SIM 2 sóng VIVK F5, sản phẩm thời thượng và mang tính công nghệ cao, có thiết kế cao cấp, tinh tế, gọn nhẹ, màu sắc trang nhã phù hợp với nhiều đối tượng. 2 SIM, 2 sóng và kết nối Wi-Fi 3G mọi lúc mọi nơi. 3 màu sắc để lựa chọn: vàng, đen và xanh dương. Sản phẩm thời thượng mang tính công nghệ cao. Sản phẩm điện thoại 2 SIM 2 sóng VIVK F5 phù hợp cho mọi đối tượng khác nhau, trẻ em sử dụng để học ngoại ngữ, chơi game, nghe nhạc, thanh niên làm việc giải trí, duy trì các mối quan hệ xã hội, và người lớn tuổi thì sử dụng ngay để đọc báo, xem phim, kết nối với con cháu mọi lúc mọi nơi. Đây quả thực là một món quà tặng ý nghĩa cho những người thân của bạn. Sở hữu ngay điện thoại 2 SIM 2 sóng VIVK F5 cùng với mức giá giảm cực kỳ ưu đãi là 300.000 đồng trên mức giá của nhà cung cấp 1.990.000 đồng. Bây giờ chỉ còn 1.690.000 đồng mà thôi quý vị nha. Bảo hành chính hãng 12 tháng. Bên cạnh đó còn có bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 100 ngày đầu tiên nếu do lỗi kỹ thuật của máy. Tặng ngay một kính chống nắng cao cấp, một ví, một thắt lưng. Rất là nhiều những quà tặng chỉ có trong 30 phút phát sóng ngày hôm nay mà thôi quý vị nha. Hãy cùng điểm lại với Quang Quý nào. Đầu tiên giảm ngay 300.000 đồng so với mức giá chính hãng. Tiếp theo đó chúng ta có thêm 3 phần quà nữa là một mắt kính chống nắng bảo vệ mắt, một ví và cả một thắt lưng nữa, mà lưu ý là chỉ dành cho 30 khách hàng đầu tiên cho mỗi lần phát sóng mà thôi. Cho nên là quý vị phải nắm bắt thời cơ này nhanh nha.